Ok rồi đúng em? Quay rồi đúng không? Ok. Test thử mấy cái. Ui, vân tay nghệ phết này. Ui, mặt lưng có đèn led phát sáng này. Xong hết rồi đúng không? Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Black Shark 5. Nhưng đây là phiên bản quốc tế nha các bạn nhé. Và thực sự là mình cảm thấy rất bất ngờ khi mà ở trên kênh YouTube của mình còn chưa có một video nào nói về cái chiếc điện thoại này, chưa có bất kỳ một video nào nói về Xiaomi Black Shark 5 cả. Đấy, và ngày hôm nay đây có thể coi là một trong những cái video trên tay mở hộp sản phẩm phiên bản quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Cũng một số kênh mở hộp cái sản phẩm này ra rồi đấy, tuy nhiên đấy chỉ là cái phiên bản nội địa thôi. Còn ngày hôm nay thì mình mở hộp hẳn phiên bản quốc tế luôn. Thế thì cái Black Shark 5 này nó có điểm gì đặc biệt? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đấy. Hộp phụ kiện thì sẽ rất là đầy đủ nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một cái ốp lưng như thế này. Chúng ta sẽ có một cái sạc siêu nhanh với công suất là 120W. Và theo công bố của nhà sản xuất, nó có thể sạc đầy cho viên pin 4600 trong vòng khoảng 15 phút. Đấy là công bố nhà sản xuất thôi. Và tất nhiên chúng ta sẽ có cả cáp Type-C như thế này nữa. Cái sạc này thì thực ra là mình không có điểm gì phải chê cả. Quá tuyệt vời rồi. Đối với cả một cái chiếc điện thoại mà nó có một cái sạc siêu nhanh như thế. Tuy nhiên là với cái ốp lưng ấy thì mình thấy là như này này. Cái ốp lưng này là một cái ốp lưng dẻo, nó không phải là trong suốt. Đấy, ốp lưng này thì mình thấy là về chất liệu thì khá ổn, chống va đập cái thứ là cực kỳ tốt đấy, bởi vì nó cũng là cái dạng cao su đấy. Tuy nhiên là cái phần mặt lưng này thì mình thấy là nó khoét ít lỗ thôi, nó chỉ khoét cái lỗ ở chỗ đèn led này với cả cái phần cụm camera này thôi. Mình muốn là cái mặt lưng này nó sẽ khoét nhiều lỗ hơn để nó sẽ giúp cho cái hệ thống tản nhiệt của cái gaming phone này nó tốt hơn. Đấy, đây khi mà mình đeo ốp lưng vào thì nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, nó sẽ có cái phần lỗ để hiển thị đèn led ở đây này với cả cái bao quanh cụm camera này. Còn cái việc thả rơi như này thì anh em cứ yên tâm, không bao giờ sợ vỡ đâu, bởi vì làm cái phần ốp này nó sẽ cao hơn cả cái phần mặt phẳng của màn hình. Đấy, nên là rơi xuống nó không vỡ đâu. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ nói tiếp là bên trong này thì TechShark, một cái đơn vị phân phối chính hãng cái dòng sản phẩm này, sẽ tặng thêm cho các bạn cái gì nữa. Đây chính là bộ tản nhiệt sò lạnh. Đấy, của BlackShark luôn. Đây các bạn nhìn này, đây là bộ tản nhiệt sò lạnh nhé các bạn nhé. Và khi chúng ta mua hàng tại techshark.vn thì chúng ta sẽ được tặng cái bộ tản nhiệt sò lạnh như này. Cái điểm này là cái điểm mà mình cảm thấy rất là hay, rất là ưng ý. Và bọn mình cũng đã có những video test về cái bộ tản nhiệt sò lạnh này rồi. Nó hoạt động cực kỳ hiệu quả đấy. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái chiếc điện thoại Black Shark 5 này thì sao. Cái Black Shark 5 này nó chạy con chip Snapdragon 870. Con chip 870 nó không phải là cái con chip mạnh mẽ nhất của Qualcomm bây giờ. Tuy nhiên nếu bạn để ý thì trong khoảng 2 năm trở lại đây, Qualcomm đang gặp vấn đề nhiệt độ với con chip Snapdragon 888 và gần đây nhất đó là Snapdragon 8 Gen 1. Và trong số những cái con chip Snapdragon mình được sử dụng trong khoảng mấy năm trở lại đây thì con chip 870 là con chip mát nhất, nó cho ra một cái nhiệt độ là tốt nhất. Điều này chúng ta cần phải chú ý đấy nhé. Và nếu mà chúng ta kết hợp thêm với cả cái bộ tản nhiệt sò lạnh này nữa thì nó sẽ giúp cho cái việc tản nhiệt ở trên cái chiếc smartphone này là cực kỳ tốt. Thực sự là như vậy. Đấy, thì đây cũng là cái điểm mà mình nói để cho anh em đỡ phải lăn tăn. Không nhiều bạn nói là ôi rồi bây giờ liệu có nên mua gaming phone chạy chip 870 nữa hay không. Đấy, cái câu trả lời là không bị nóng thì tội gì mà phải lăn tăn nữa đúng nào. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ phụ kiện qua một bên để nói chi tiết hơn về cái chiếc máy này nhé. Quay trở lại với Black Shark 5 ấy, thì cái cảm giác đầu tiên khi mình cầm cái chiếc điện thoại này trên tay đó là nó khá là đầm tay. Khối lượng của nó sẽ rơi vào khoảng 218g và độ dày của nó thì sẽ rơi vào khoảng 1cm, 10mm nghĩa là 1cm các bạn nhé. Rất là dày luôn, và khi chúng ta cầm vào chúng ta sẽ cảm thấy nó khá là to với cả nặng đấy. Đặc biệt nữa là khi chúng ta đeo ốp lưng vào nữa thì nó sẽ dày hơn và nó sẽ nặng hơn thêm một chút. Cái form thiết kế của Black Shark 5 thì nó đã khác biệt hơn so với cả Black Shark 4. Black Shark 4 ấy thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera nó đặt theo cái chiều ngang như này. Đấy, nhưng mà bây giờ Black Shark 5 thì sẽ đặt dọc như này. Mình thì mình thích cái kiểu camera đặt ngang giống như Black Shark 4 hơn, bởi vì trông như thế nó sẽ cân đối hơn. Mình không thích cái kiểu camera đặt dọc như này lắm. Cái mặt lưng của chiếc điện thoại này thì nó là mặt lưng kính nhá, và nó làm như kiểu dạng kính bóng nên là nó sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Đấy, ở bên cạnh thì chúng ta sẽ có thêm đèn flash này, rồi là một cái đèn để phát sáng đó. Tuy nhiên cái đèn này thì mình thấy là hơi nhỏ. Đây, mình sẽ bật lên là nó sẽ sáng này lên thôi. Và chúng ta cũng có thể điều chỉnh được
các cái màu sắc khác nhau ở đây. Đây chúng ta vào trong phần cài đặt này, chúng ta sẽ lựa chọn cái chế độ Lightning Effect này. Đây này, đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, ví dụ như là có cuộc gọi đến thì nó cũng sẽ sáng lên này, hay là chúng ta gọi đi nó cũng sẽ sáng lên này, rồi là có thông báo nó cũng sáng lên này, hay là chỉ cần bật màn hình thôi là nó đã sáng rồi, hay là trong lúc sạc thì nó cũng sẽ sáng lên, phát nhạc nó cũng sẽ sáng lên này. Đấy, kiểu như thế. Hay kể là chúng ta cũng có thể chọn là tắt đi thì nó cũng vẫn sáng lên thì cũng được, nghĩa là nó sẽ sáng liên tục luôn. Đây, nó sẽ sáng liên tục đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thì cái này nó cũng sẽ có lợi cho chúng ta trong một số những vấn đề, ví dụ như là chúng ta để xuống mặt bàn như này này, có thông báo tin nhắn của cuộc gọi cái thứ thì nó cũng sáng lên, chúng ta không nhất thiết phải hiển thị màn hình lên làm cái gì cả. Đấy thì cái đấy cũng là cái rất là hay, chúng ta có thể điều chỉnh được. Cái form thiết kế của cái sản này thì mình thấy là mặc dù nó là gaming phone nhưng mà nó có một cái form thiết kế nó khá là giống với cả những điện thoại bình thường khác. Đấy, chúng ta sẽ có một cái mặt trước là màn hình đục lỗ nhé các bạn nhé. Đây, chứ nó không giống như các gaming phone khác, đấy là họ sẽ làm cái phần viền trên viền dưới dày, nhưng mà sản phẩm này thì làm viền trên viền dưới làm mỏng hơn rất là nhiều so với các gaming phone khác, và họ thiết kế màn hình theo cái kiểu dạng đục lỗ như này. Chúng ta sẽ có luôn một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài, dán vào như này, và cái miếng dán này thì mình thấy là nó khá là dày đấy, nó dày ngang với kính cường lực đấy. Tiếp tục nữa nào, về các cái cạnh máy thì mình quan tâm nhất đấy là cái phía bên cạnh phải của máy, khi mà nó sẽ có phím trigger vật lý ở đây này. Đấy, chúng ta sẽ mở lên và chúng ta sẽ sử dụng phím trigger vật lý. Cái điều này nó rất là có lợi cho chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta chơi game. Đấy, và khi mà chúng ta ấn hai lần cái phím trigger vật lý như này, đây, đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Ấn cùng lúc hai phím thì nó sẽ thành ra chụp ảnh màn hình, cũng rất là tiện, đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ có cả cảm biến vân tay kiêm luôn nút nguồn ở đây này. Cảm biến vân tay một chạm và phát là mở luôn, và tốc độ cảm biến vân tay là cực kỳ nhạy. Xiaomi họ làm rất là tốt cái điều này ở trên những cái dòng sản phẩm của mình, đặc biệt là cái cảm biến vân tay một chạm. Còn chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại có loa ngoài là loa kép nhé, một loa phía dưới này với cả một loa phía trên này luôn, và công suất loa cho ra là khá to, thoải mái để cho chúng ta có thể trải nghiệm chơi game được rồi. Đấy, mic thì cũng ở nhiều nơi đấy, cũng ở phía trên phía dưới cái thứ là đầy đủ mic, cái thứ là phía sau cũng có mic này. Còn phím tăng giảm âm lượng thì nằm ở bên cạnh trái nhé các bạn nhé. Cái chiếc điện thoại này thì mình cảm thấy hơi đáng tiếc một chút, đấy là nhà xuất họ lại không trang bị một cái cổng sạc Type-C ở bên cạnh máy nữa. Nếu mà họ trang bị cái cổng sạc Type-C ở bên cạnh máy này thì mình thấy là nó sẽ tiện hơn ấy. Đặc biệt là trong cái quá trình chúng ta vừa chơi game, chúng ta vừa có thể cắm sạc được. Đấy, chứ nếu mà bây giờ mà để ở mỗi phía dưới này thôi thì khi chúng ta vừa chơi game chúng ta cắm sạc nó sẽ bị vướng. Đấy, thì mình nghĩ là trong tương lai nếu mà Xiaomi họ làm thêm một cái cổng sạc ở bên cạnh như này thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, còn cũng có thể là cái lý do mà họ không làm bởi vì đơn giản là cái sạc của nó đã là sạc 120W rồi, cắm vào 15 phút là đầy pin thì họ cũng chẳng cần nhất thiết phải làm cái đấy làm gì cả. Thì cũng có thể đấy là một cái lý do, đấy kiểu như thế. Chúng ta sẽ đi đến màn hình thì sao? Màn hình của cái chiếc điện thoại này là màn hình AMOLED. Màn hình này sẽ có kích thước là 6,67 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng và độ sáng là 1300 nits. Và tất nhiên với cái độ sáng như thế thì chắc chắn các bạn sẽ suy được ra luôn là AMOLED rồi, thì cũng biết rồi, bởi vì IPS khó có thể lên được 1300 nits, đúng không ạ? Cái màn hình này thì sẽ có tần số quét rất cao nhé, lên tới là 144Hz, nó sẽ cho chúng ta những trải nghiệm vô cùng mượt mà luôn, đặc biệt là khi chúng ta trải nghiệm ở bên ngoài màn hình chính này hay là chơi game một thứ, chúng ta sẽ có một cảm giác rất là mượt mà. Và cái màn hình này thì chỉ có đúng một cái điểm duy nhất mà mình cảm thấy đáng tiếc, đấy là mặc dù có tấm nền AMOLED nhưng nó lại không có vân tay bên trong màn hình, mà chúng ta sẽ sử dụng cái vân tay ở bên cạnh hông như này. Đấy, tuy nhiên là bù lại thì cái tốc độ vân tay bên cạnh hông này nó rất là nhạy rồi. Mình nghĩ là cái việc có vân tay bên trong màn hình chắc là nó cũng sẽ không quá quan trọng đối với chúng ta, đúng không ạ? Về hiệu năng thì ngoài con chip Snapdragon 870 ra thì nó cũng sẽ có những phiên bản RAM ROM khác nhau, tối thiểu sẽ là 8128 và tối đa ở đây như mình có tham khảo thì nó sẽ rơi vào khoảng 12256, bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao UFS 3.1. Mặc dù đây là gaming phone, tuy nhiên là mình nghĩ là cũng nhiều bạn chúng ta sẽ quan tâm tới cái phần camera ở phía sau thì sao. Cái phần camera ở phía sau này chúng ta sẽ có một camera chính có độ phân giải là 64MP, nâng cấp hơn so với 48MP của Black Shark 4. Đấy, ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có một cái camera góc siêu rộng có độ phân giải là 13 chấm, cũng được nâng cấp hơn so với camera góc rộng 8 chấm, và có một cái camera macro 2 chấm nữa. Đấy, và cái cụm 3 camera ở phía sau này nó đặt ở trong cái module hình chữ nhật như này, và nó thiết kế trông giống như kiểu là trông giống kiểu mặt con cú mèo ấy, hai cái mắt ở phía trên, một cái miệng ở phía dưới như này này, rất là to như này. Đấy, thì nó cách thiết kế cũng tạo ra một cái điểm nhấn nhá nào đó cho cái chiếc điện thoại này. Và cái cụm bao quanh camera ở bên ngoài nữa này, nó không hẳn là nó hình chữ nhật hoàn toàn đâu, mà nó còn vát góc ở những cái đây nữa này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, chúng ta sẽ
Nói tiếp về cái phần camera selfie thì sao? Nó sẽ có một cái camera selfie có độ phân giải là 16 chấm các bạn nhé. Còn về pin thì sẽ là 4650 mAh hỗ trợ sạc siêu nhanh 120W. Còn về phần mềm thì thời điểm hiện tại là đối với phiên bản quốc tế thì các bạn nhìn thấy này, mặc định là nó đã có tiếng Việt rồi, điều này rất là quan trọng đúng không ạ? Thêm một cái điểm nữa đấy là khi mà mình vào trong cái phần này, phần cài đặt này thì nó đang chạy GUI 13. Thực ra là GUI mình thấy là nó tương đối là giống với MIUI thôi, nó cũng không có quá nhiều điểm khác biệt đâu. Còn về Android thì sẽ là Android 12 nhé các bạn nhé. Đây, Android nó sẽ là Android 12 luôn. Cũng là những cái phần mềm mới bây giờ rồi. Chỉ có Android 13 thì sẽ là beta thôi, chứ còn 12 thì là chính thức mới nhất bây giờ rồi. Tổng kết lại thì Black Shark 5 sẽ là một cái chiếc điện thoại gaming phone dành cho những ai thích cái trải nghiệm chơi game nó mát mẻ nhất, nó đỡ bị nóng như kiểu là 88 hay là 8 Gen 1. Một cái sạc siêu nhanh, một cái màn hình tần số quét rất là cao. Và một cái sản phẩm mà sử dụng cái phím trigger vật lý như thế này. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn Black Shark 5. Các bạn cảm thấy sao về chiếc điện thoại này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và rất là cảm ơn techshark.vn đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này. Tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.